Nha Trang á, Nha Trang không có sớm già nha, Nha Trang có sớm bóng nha. Nha Trang không nha có sớm già. Nha Trang này chỉ có cầu sớm bóng thôi. Có sớm bóng nha. Nguyên một sớm trên xe nè. Đó. À, em ơi, em dạ, em coi em tuyên bố cái thành hôn của buổi lễ vô hôm nay. Dạ dạ dạ, mời đại diện họ nhà trai, ông bà và vợ, ông bà và nhà chồng. Đây đây, họ diện họ nhà trai. Chú hôn họ nhà gái. Chết cha thì còn chú mà. Đúng rồi, ừ. Chết mẹ thì bú gì. Rồi lắm. Đại diện họ nhà gái, trưởng tộc nhà gái. Rồi rồi. Mời mời hai đôi trẻ, mời hai đôi trẻ đứng lên. Mời hai đôi trẻ đứng lên. Đôi trẻ. Đứng lên đi. Cô dâu thị nhân sắp duyên cùng chú rể Tây Môn Khánh. Ơi, tối anh làm sao anh làm lại Trang vậy cho em? Anh làm cái gì mà bé Nhân thức từ tối tới 5 giờ sáng á? Hôm đó, hồi tối tôi bàn giao lại rằng anh, cái này cái lễ thành hôn chứ không phải là cái lễ mà gọi. Đi chi có một đêm xong sáng ngày mang tiếng vậy không? Hồi đó giờ em đi đám cưới nhiều lắm mà em chưa bao giờ đi đám cưới ngộ như cái đám cưới này á. Là giờ anh Nhân ngủ với ai? Anh đó hả? Rồi đâu có dám về phòng đâu hả? Không, ba chồng. Trời ơi trời, nước dâu mà chỉ thẳng mặt ba chồng vậy đó hả? Dâu lụn đạn. Anh Thọ, anh Thọ. Bạn tàu cho em nay mình làm cha mà. Lấy luôn ba chồng. Ghen lắm đó, ghen lắm nha. Chọn dâu chỉ mặt ba chồng không? Về còn không biết tay tôi. Con ông tôi còn thịt nói chi ông. Cái mối tình này, mối tình này héo leo anh ơi. Thằng này nó đơ sáng giờ không biết sao nè. Không, anh, chuyện đó thì chuyện của gia đình người ta, anh cứ lo cái chuyện đám cưới nhà anh đi. Gia đình nữa le leo. Cái gia phả này nó lu bu lắm. Hay cái nhà nhà trai nhà gái nó mà kết hợp lại mệt á. Cái gia môn này nó bắt cầu. Dạ.